Kính thưa ông Năm, có chú này hỏi ông Năm trong 4 câu trong sấm giảng của Đức Thầy, nhờ ông Năm giảng dùm cho con hiểu. Câu thứ nhất: lóng tai nghe gõ tiếng đờn, không dây không phím quán hờn cũng không. Đờn tay gọi lại đờn đông, chất trong bá tánh gặp sông quên nguồn. Vậy 4 câu này ông Năm trả lời cho chú này nhé. Để tiếp theo cái chương trình giải đáp giáo lý Phật giáo Hòa Hảo cũng như chân lý của đạo Phật cùng các tôn giáo bình đẳng như nhau trên tinh thần học hỏi trao đổi đạo lý. Kính thưa quý vị, qua 4 câu giảng của Đức Thầy do người đồng đạo đưa lên, bóng tai nghe rõ tiếng đàn, không dây không phím quán hờn cũng không, đàn tây rồi lại đàn đông, chất trong bá tánh gặp sông quên nguồn. Lóng tai, danh từ lóng tai có nghĩa là nghiêng tai để ý cái lỗ tai để mà nghe rõ cái lời của Đức Thầy nói, kêu cái tiếng đàn. Cái tiếng đàn này ám chỉ cho cái pháp môn của Đức Phật dạy cho mình tu để thành Phật. Nhưng mà thông thường á thì tiếng đàn nó có dây có phím, tức là ngũ bực của nó là hò sự sang xê cống liếu. Còn bây giờ cái tiếng đàn này là tiếng đàn không dây. Thì bây giờ tôi hỏi lại quý vị thính giả, từ trong nước tới ngoài nước, cái tiếng đàn không dây là cái tiếng nó ra làm sao? Câu này chắc hơi khó trả lời. Thôi để lâu thì hơi mất thì giờ, tôi xin trình bày luôn cái điều này. Cách đây vài năm, tôi có dự cái đám lễ nhà của cậu A Thanh Dân ở gần cầu Vây ngoài Long Xuyên đây. Thì có một người đồng đạo đó ở xã An Hòa, cũng thuộc về chuyên môn tu thiền, mới hỏi tôi, các thiền sư hồi xưa nói á, cái tiếng dỗ của một bàn tay như thế nào, nhờ ông Năm giải. Kính thưa quý vị, bây giờ thông thường thì tiếng dỗ có hai bàn tay mình dỗ đợi gì thì nghe một tiếng kêu vang lên, rồi bây giờ một bàn tay, rồi cái tiếng kêu nó ra làm sao, dỗ cách nào cho nó ra tiếng, điều này hết sức là quan trọng. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi xin trình bày cái chuyện tôi trả lời với người đồng đạo kia. Thông thường thì ai cũng nghe cái tiếng dỗ của hai bàn tay, chứ không ai nghe được cái tiếng dỗ của một bàn tay. Là vì tôi đưa một bàn tay lên thì đâu có cái tiếng gì đâu. Nhưng mà trong cái bàn tay tôi nó không có ra tiếng gì hết, nhưng mà ở trong thân của quý vị, ở trong tâm của quý vị luôn luôn vẫn nghe. Đâu có mất cái tính nghe của quý vị đâu. Nghĩa là tôi đưa lên không có tiếng thì quý vị vẫn nghe không có tiếng. Như vậy cái tánh nghe của quý vị nhận ra được cái chỗ này, là ngộ được cái chỗ là tiếng dỗ của một bàn tay. Cũng như ông là A Nan, khi mà hỏi ông Ca Diếp, Đức Phật truyền cái Y Kim Luca với Bình Bát Đất cho sư huynh thì tôi biết, còn cái chánh pháp nhãn là niết bàn diệu tâm sao tôi lại tối mịt. Đó. Thì ông Ca Diếp ông hét lên một tiếng, nói A Nan, rồi A Nan ông giật mình, rồi ông hét luôn ba tiếng như vậy, ông nói cái cột cờ rất là được rồi. Thì lúc đó A Nan giật mình quên văn tự, quên kinh điển hết, không còn hết, thì chỉ còn lại cái tấm nghe. Ông nhớ trực về mình đang có tấm nghe. Thì lúc bây giờ ông A ngộ đạo, A Nan được ngộ đạo rồi truyền ngôi tổ thứ hai. Thì hôm nay Đức Thầy chúng ta cũng giải y cái pháp đó. Đây là tiếng đàn không dây không phím, quán hờn cũng không. Cái tánh nghe của mình không dây không phím, quán hờn cũng không. Ai động tới thì nó nghe. Cái tiếng động vừa khởi lên là nó nghe, mà hết tiếng động nó vẫn nghe. Cái tánh nghe bất diệt. Cũng như ông Mã Tổ, ông hét lên một tiếng là ông Hoàng Bá phải biết lỗ tai ba ngày. Thì như vậy ông Hoàng đã ngộ được tánh nghe, truyền được ngôi tổ để truyền bá Phật pháp ở đất Trung Hoa. Thì từ Ấn Độ cho tới ở Trung Hoa, bây giờ tới Việt Nam, đó Đức Thầy cũng
chúng ta cũng truyền cho đệ tử cái tánh nghe này để chúng ta kiến tánh thành Phật. Thì hôm nay tôi giải cái chỗ mà tiến đời không dây không huyết đó, quý vị nhận được rồi đó, quý vị sống được cái đó rồi đó, tương lai quý vị sẽ làm một cái vị đắc đạo đắc quả, một ngôi tổ cũng như đệ tử Phật Thích Ca vậy. Rồi tiếp theo, đờn Tây rồi lại đờn Đông, cách trong bá tánh gặp trong quên muộn. Đờn Tây rồi lại đờn Đông là sao? Đờn Tây tức là Đức Thầy nói ở việc bên Tây, muốn về Tây Phương, muốn thành Phật thì phải sống ngay cái tánh nghe này, sống ngay cái tánh Phật này, cái thấy cái nghe lặng trang sáng gỡ rõ ràng, biết nhận ra cái chỗ này là thành Phật, về khỏi Tây Phương an dưỡng. Còn ngược lại, sống với cái tâm hàm tục vui buồn thương ghét, sống với tham sinh phi giận hờn, sống với cái thân giả tạm ô trược này thì phải luân hồi, phải sinh tử, phải khổ đau, đó là chuyện đàn Đông. Còn cái chuyện đàn Tây thì chỉ cái Phật tánh cho mình ngộ được để tu thành Phật. Kế đó, trách trong bá tánh gặp sông quên nguồn. Bây giờ từ con sông nó mới dẫn nước, từ nguồn nước nó dẫn nước vô con sông, rồi mình mới tắm rửa sạch sẽ, có nước uống, nấu cơm đồ ăn cũng nhờ cái nước này. Nhưng mà mình nhờ được cái nước sung sướng mát mẻ rồi, mình quên cái nguồn nước đi. Ý Đức Thầy muốn nói cái gì? Kính thưa quý vị, phần đông chúng ta từ cái Phật tánh này nó khởi lên cái niệm sanh diệt. Từ cái niệm sanh diệt nó mới có âm dương, rồi mới có sanh ra vũ trụ càn khôn, sanh ra vạn vật đủ thứ hết. Rồi bây giờ vì mê cái vật chất, vì mê cái có hình tướng, vì mê cái giả tướng bên ngoài mà chúng ta quên cái Phật tánh đi. Như vậy là gặp sông quên nguồn. Bây giờ mê danh, mê lợi, mê tình, càng mê càng thấy lòng mình không an. Hỏi chứ danh được bao lâu, hỏi chứ lợi được bao lâu, hỏi chứ tình được bao lâu, rồi chết tất cả đem chôn hết, không còn cái gì tất cả. Thì như vậy mình gặp trong quên nguồn, quên ông Phật của mình đi, quên cái lặng trang sáng rỡ biết của mình, quên cái Phật tánh hư không sanh ra dạng vật có hình. Bây giờ có hình tướng nó hoại hết trở về hư không, mà chúng ta không biết nhận cái hư không, không biết sống cái hư không để thành Phật, mà sống cái hữu hình rồi sẽ hư hoại tất cả. Cách trong bát tánh gặp trong quên nguồn, phàm trần như chỉ rối cuồng mà còn sai đắm theo tuồng lãng lơ. Đây là Đức Thầy nói thực tế đó nghe quý vị, thực tế ngay bây giờ đó. Đó, hiện bây giờ tất cả cái thế giới này đều là như chỉ rối cuồng đó, nghĩa cái bệnh dịch nào cấm không đi làm ăn được, nào thuốc men cũng không trị được, nào chết chỗ này chết chỗ kia, không thể làm sao chôn xiết được, cũng không thể làm sao mà giải quyết được cái vấn đề đói khát chết chóc khổ sầu này. Thì thực tế đã là như chỉ rối cuồng rồi. Nhưng mà có một số người ngày giờ này còn say đắm theo tuồng lãng lơ, hiện giờ còn ăn chơi cờ bạc đó, nhà nước có thiệt bắt đem ra giải lên bỏ tù rồi đó, chứ không phải không. Đây là tôi nói một sự thật, một số người đang đá gà cũng bị bắt giải lên rồi. Một số người tổ chức nhậu nhẹt mà trong khi cấm không cho được nhiều người mà vẫn hội lại đông để làm tiệc nhậu đó, cũng bị bắt đi giải đi rồi đó. Tất cả những cái đó phải chăng là say đắm theo tuồng lãng lơ? Rồi có một số người chạy theo trà đình tửu điếm, ăn chơi quan phí đủ thứ tội lỗi hết, mà trong khi thiên hạ đương chết, cái chết kế bên mình mà không ai lo đó. Hầm phàm trần như chỉ rối cuồng mà còn say đắm theo tuồng lãng lơ, có phải chăng như vậy không? Một vị Phật đắc đạo đã nói thì chuyện gì nó đến y như vậy. Nếu chúng ta không nghe cái mà tu hành để làm chuyện tội lỗi rồi đây, Đức Thượng Đế phân xử thì một mạng cũng không còn. Đức Thầy cho biết cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Bây giờ làm tội lỗi thì bày ra gian ác, bày ra xì ke ma túy mà hết tiền không có hút thì phải đi ăn trộm ăn cắp, bày ra đá gà cờ bạc mà hết tiền rồi thì phải làm việc gian tham tội lỗi đó. Do đó mà tự mình tạo nghiệp rồi tự mình ra địa ngục đó. Lời lành mắt lấp tai ngơ, đua theo vật chất hưởng thờ đàn tiên đó, nghĩa là cái lời lầm thật cào dại thì lắp lắp tay ra, không thèm nghe, không thèm để ý tới, rồi chạy theo tranh đua vật chất tiền bạc của cả danh lợi, rồi giết chóc với nhau, giành việc với nhau, tạo cái cỏ, rồi tự đem xác chôn nhau xuống hầm hết, không có người nào còn sống sót. Đó là tai họa lớn của vũ trụ này, của thế giới này, như vậy không ai tránh khỏi được. Đua theo vật chất hững hờ đàn tiên,
chạy theo vật chất rồi, tranh đua danh lợi rồi, hơn thua tiền bạc rồi, hơn thua danh dự của cải rồi, thì cái đường Phật dạy thành tiên ai cũng không có để ý tới. Tu để có phước sống mừng có trời, không ai để ý tới. Tu có phước là dân quân thượng, đời đời sống 10 năm hạnh phúc, không ai nghĩ tới. Tu để thành Phật khỏi luân hồi sinh tử thì không ai nghĩ tới. Như vậy là hững hờ đạt tiên. Rồi cái gì nữa, hố sâu tình dục lại ghiền đó. Cái tình dục ai cũng biết nó là hố sâu. Cái người rơi vào tình dục cũng như rớt xuống hố sâu, chẳng những khổ một kiếp này thôi mà khổ vô lượng kiếp, chứ không phải khổ một kiếp, đời đời không khi nào thoát ra được. Hết kiếp này tình dục rồi đến kiếp khác đầu thai lại tạo nghiệp tình dục nữa, rồi hết kiếp khác đầu thai lại mà vô lượng kiếp đã khổ rồi, chứ không phải mới đây. Rồi bây giờ ghiền tình dục chừng nào mới thôi? Ghiền cho đến lúc mà chúng khiêng qua tài đó. Bây giờ trên thực tế mình thấy rõ ràng đó, nó có nhiều người già 70-80 tuổi rồi mà lòng ham muốn dục vọng vẫn còn, mặc dù cái thân sắp chết sắp tàn tạ nhưng cũng lòng ham muốn, cũng dục vọng, cũng đi kiếm chỗ đó là trà đình tủ liếm, cũng đi kiếm vợ bé vợ mọn rồi chứ chưa phải thôi. Đó là thực tế rõ ràng hiện bây giờ đang có, đã có xảy ra trong xã hội này như vậy. Đúng như lời Đức Thầy nói, hố sâu tình dục lại ghiền, mà ghiền cho đến lúc chúng khiên quan tài. Tôi có thấy rõ là biết rõ có nhiều người như vậy, nhưng mà tôi không dám nói là ai, vì nói ra nó bích đồng, nói vậy là quý vị cũng biết rồi, phải không? Đa số người tình dục lại ghiền tới 70-80 tuổi sắp khiên quan tài cũng vẫn còn ghiền luôn nữa. Chừng nào vỗ cái nắp hòm á, chừng đó mới thôi ghiền. Rồi câu thứ nữa, nhắm mắt chỉ nắm hai tay, đâu đem tiền của đem gài hậu đo. Bây giờ ghiền tình dục, ghiền cõi trần, ghiền danh lợi, ghiền chức tước, ghiền tiền bạc, nhưng mà nhắm mắt có đem được cái gì theo không? Của cải có đem theo được không? Lầu hố có đem theo được không? Chức tước có đem theo được không? Hậu non có đem theo được không? Cái điều này hết sức là quan trọng. Nó có cái danh từ hậu non. Từ thường mấy ông già thường đọc truyện tích thì biết cái vụ hậu non, cái tuổi trẻ giờ cũng ít biết cái vụ hậu non. Thôi bữa nay tôi giải vấn đề hậu non luôn để cho quý vị biết nó rõ ràng hơn. Thường thường ngày xưa ở nước Tàu là Trung Quốc đó, những cái người quan chức, những cái người nhà giàu thường mướn cái nàng hầu, nghĩa là mướn con gái nhà nghèo đó về bắt làm nàng hầu đó, chẳng những sai khiến làm tôi tớ còn ăn ở với cái người đó luôn đó, rồi chết bắt chôn theo. Đó, do nên Đức Thầy mới nói đó, đem dài hầu non là cái chỗ đó đó, cái tục lệ ngày xưa như vậy, chứ còn bây giờ thì không có ai đem hầu non chôn theo hết á. Vì vậy mà ngày xưa nó có câu chuyện này, nói đến cái vụ hầu non. Ngày xưa cha của ông Ngụy Khỏa đó, cũng làm quan, rồi có cái nàng hầu trong nhà. Ngụy Khỏa là con, cũng làm quan, nhưng mà khi ổng còn mạnh đó thì ổng nói á, bây giờ nói sau này ổng có chết thì đừng có chôn cái nàng hầu theo, bị giết mạng người ta cũng tội lỗi và tội nghiệp. Rồi ổng nói như vậy, mà trái lại lúc ổng già ổng gần chết rồi lại ổng lẫn ổng nói khác, ổng nói giờ ổng chết phải đeo cái nàng hầu chôn theo cho ổng. Thì đến khi ổng chết rồi thì xóm biền bu lại nói ổng cháu gì thì chôn theo, nhưng ông Ngụy Khỏa không chịu. Ông nói cha tôi dặn hồi lúc còn bình tĩnh không chôn cái nàng hầu theo, vì đó là bất nhân bất nghĩa, giết người ta vô tội. Cho nên bây giờ tôi nghe lời cha tôi lúc bình tĩnh tôi làm theo, còn lúc ông già lẫn ông thích chết thì đó là già lẫn mất bình tĩnh rồi, cái lời nói đó mình không nên nghe theo. Thành ra cuối cùng ông mới để nàng hầu lại, ông không chôn theo. Thì sau đó đó không bao lâu có giặc đến đánh, ổng là quan thì ổng phải đi đánh giặc. Thì lúc đó đó ổng quánh thua giặc, ổng vừa chạy thì tướng giặc rượt theo. Thì cái vong hồn của cái cô gái nàng hầu đó, cha của cô gái nàng hầu đó, mới hiện ra, mới lấy cỏ quấn cái giò ngựa của ông kia. Cho nên cuối cùng ông kia bị quấn giò ngựa té, nên ổng trở lại mới giết được cái giặc, ổng mới được tăng chức làm quan. Đó, để chứng tỏ ra cái người làm nhân làm nghĩa, người ta vẫn có phước gì thường, mặc dù ổng nghĩa là làm được cái việc tha cho cái chết của nàng hầu thì ổng phải chết, mà ổng lại thắng cả lên chức quan. Đó, đó là cái việc hầu non đó, hầu non không có đem theo đó, mà nếu cả đem theo thì mắc quả, mắc cái tội ác. Đức Thầy cũng nói như vậy,
không đem tiền của đem lại hầu đó. Đó rồi còn gì nữa, chỉ có tội suốt hỡi còn đến nơi thẩm phán cửa trong Như Đà. Đó rồi bây giờ cái chuyện này tôi muốn nói, đây là tôi khuyến khích hết nha, tôi không nói cá nhân ai. Nếu bây giờ chúng sanh đang khổ rồi đó, đang đói rồi, đang nghèo nè, rồi bây giờ mình để chết rồi đem theo tiền của đem gài hầu non để làm cái gì chứ? Nếu là vua quan thì mình đem cái chức phận vua quan của mình, đem cái quyền thế, cái tài sản của đất nước mình để cứu dân cứu nước trong khi cần thiết này. Dân đương đói, dân đương chết, dân đương khổ thì mình hy sinh để cứu dân cứu nước. Là một vị vua làm được như vậy thì các quan bắt chước làm được như vậy, thì dân chúng bắt chước làm theo như vậy, thì cả một nước được an vui hạnh phúc, con không còn khổ đau nữa, cứu vãn tình thế cốt nguy liền. Nếu nước Việt Nam làm vậy, Việt Nam sẽ hết, các nước trên thế giới làm vậy, các nước cũng hết khổ luôn. Đây là một điều rất phải làm và rất hạnh phúc, rất đẹp. Cho nên cái điều này chúng ta phải thấy là cái gì cần thiết nên làm thì làm, chứ mời mốt tử thần đến bắt còn gì đâu nữa mà làm. Nếu tôi là một người tu thì tôi làm được việc này, tôi hiến thân tôi vì đạo, hiến thân tôi vì dân giúp nước thì được rồi. Nhưng mà cá nhân tôi làm nhỏ nhặt không được bao nhiêu. Còn nếu một ông vua hay một ông quan mà dám hy sinh làm và khuyến khích dân chúng trong nước đều làm thì cả nước đều phấn khởi lên, thì tương lai hạnh phúc không biết ngành nào mà nó. Chẳng những nước Việt Nam độc lập, chẳng nước Việt Nam được hạnh phúc, mà nước Việt Nam là ngang hàng các thế giới, không thua một thứ nào hết. Kêu bằng tái gương chưa, đinh lý trao, nói chí cũ lê trần con cháu. Đó nghĩa là mình làm bắt chước theo cái gương của nhà đinh nhà lý, khuyến khích dân giúp dân vì dân để chống giặc tàu thì tàu cũng phải thua. Tới nhà trần cũng vậy, vì dân giúp dân khuyên dân tu hành và bảo vệ tổ quốc chống giặc xâm lăng thì xâm lăng phải bại, thì đất nước được thành công dễ dàng. Rồi đến ngày nay đời đời cái dân tiếp đó không mất. Người ta nói sao, trăm năm bia đá mẻ mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Ví dụ như ông vua hay là ông quan mà giúp dân giúp nước được như tôi nói thì cả ngàn năm sau cái danh dự tốt này vẫn còn chứ không mất. Đó, một người dân biết lo cho dân, một người nhà giàu biết lo cho nhà nghèo, Việt kiều biết lo cho đồng bào mình thì danh tiếng cũng tốt đẹp như vậy, danh dự được như vậy không bao giờ mất, và đời đời hưởng hạnh phúc an vui, chết dân dương cũng không mắc tội, và mình được hưởng phước lên các cõi tiên cõi Phật, không bao giờ bị xa lạ, phước nhiều thiên cảnh lên dài, tội nhiều xa lạ người ngoài thảm thế. Nó đúng là như vậy. Nè, kính thưa quý vị, với cái đề tài này theo lẽ phải nói mấy tiếng đồng hồ chưa thỏa mãn nữa, nhưng mà thời gian nó có hạn, tôi chỉ nói gắn gắt, quý vị cũng đã hiểu hết rồi. Đến đây kết thúc.